Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cái amplifier iFi iCAN Pro. Đây. Thấy tên nó nằm ở đây. iFi iCAN Pro. Đây là phía trước. Cái bên đây, cái đúng bên đây á là chỉnh cổng vô số 1, số 2, số 3 và balances. Cái đúng tiếp theo là chỉnh cái tiếng bass á. Vặn vặn hết qua bên trái là tắt. Vặn từ từ qua bên phải là tăng độ bass. Nhiều bạn muốn tai nghe của bạn thiếu bass á, bạn thì bạn vặn qua phía dưới á, tới đây là cái âm ly này, nó vừa là âm ly dạng bóng hybrid và cái gọi là solid state. Mình thích chọn kiểu nào cũng được. Hình như đây âm ly đầu tiên nó có chức năng này hay sao mình không biết. Đây các cổng để gắn headphone. Đây là mình gắn cái cổng SLR 3 chân. Đây bên trái và bên phải. Mình có thể gắn cái cổng 6.3 cũng được, 6.3 vô. Vô được mình gắn được hai hai cổng luôn. Nghe hai loa hai hai cái headphone cùng lúc cũng được. Phía dưới là cổng 3.5. Cổng 3.5 này là cổng single end, không phải balance. Còn cái cổng 3.5 đây thì cổng 3.5 này thì nó có xài được cái cable balance. Còn cái đây là tạo âm thanh 3D. Mình nghe cảm giác mình đang nghe trong sân khấu chứ không phải âm thanh nằm nằm giữa 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 cái đầu mình. Đó, mình dặn hết bên trái là tắt. Dặn qua dặn cái nút thứ hai hai là tăng lên 30 độ, 60 độ và 90 độ. Nó là cảm giác mình đang ngồi trong sân khấu chứ không phải âm thanh vô thẳng vô cái giữa đầu mình. Còn dưới cùng là gain. Gain cái mức cái decibel lên, mà thường mình không chỉnh cái này bao giờ đó, để âm thanh trung trung thực nhất thì lúc nào cũng để không đó. Còn nếu yếu quá thì phải phải gan gan thôi, mình thường không. Còn lúc bên phải ngoài cùng là chỉnh âm lượng. Còn đây là cái nhận cái remote đó. Tại mua này nó có đưa đưa remote nữa. Cái remote đây nè, mình không có xài. Lúc tăng giảm lớn lớn với nhỏ không mà mình xài sao biết xài không có được. Mình thử mà nó không work. Phía trên đây đây cái kính mình nhìn được, mình thấy được cái hai bóng đèn, hai cái bóng đèn nằm bên trong này nè, nằm dưới đây nè. Thấy được không? Chắc không đâu. Hai bóng đèn đó cũng đẹp lắm. Khi nào mình chỉnh lên sang chế độ chút nó mới cháy nha. Đây là phần sau của hộp. Phần sau của amplifier. Nguồn vô. Đây cái cổng gọi là ESL Link. Còn cái cổng này cổng nguồn, mình cắm nguồn vô đây, mình có thiết bị nào của hãng này nè,
cắm dùng nguồn đây, mình gắn, mình gắn dây gắn, gắn lên cái nguồn tiếp theo luôn, không cần xài một, không cần gắn vô ổ điện nữa. Đây là cổng vô ACA. Đây là cổng vô balance. Này ba ba chân SLA, trái phải. Trái phải. Đây là cổng. Ở đây cũng ra ra nha, lộn này, nó cũng vô hả? Đây cũng ra, âm thanh đi ra. Còn này âm thanh đi vô. Nó cho mình ba ba cái cổng ACA. Mình xài con cái à, thấy không, mình xài con cái nên mình mấy này mình còn gắn gắn cái cáp hết. Còn đây là cổng vô SLA ba ba chân. Đây phía dưới hộp thì nó cho một cái đế cao su rất là bự không. Đế cao su rất là bự vậy thôi. Cái âm thanh của cái amplifier này mình thấy nó có thể chơi được hầu hết tất cả các loại headphone có trên thị trường, nói chung là không phải hầu hết mà tất cả luôn á. Tại công suất của nó này nó tới 14W lận. Ở ở cổng balance nha. Bình thường thì nghe ở ở cái chế độ tube tube nha, không phải tube hybrid nha. Mình nghe thấy âm thanh nó chậm hơn. Tube tube hybrid mình thấy nó về giữa, nó hơi nhanh hơi chậm nữa, cũng nghe cũng hơi ở nó ưa cũng không thích. Còn solid state thì nó âm thanh nó cao quá. Âm thanh nó phải nó bén, nó nhanh quá mình nghe không có đã, mình sẽ nghe chậm chậm từ từ thì mình nên nghe, mình hay nghe chế độ chút nhiều hơn. Âm thanh lúc mình bấm amplifier này, amplifier này nó tiếng rất là rõ ràng trong trẻo. Mình xài với cái RG LCD3 của mình đó, nó không tiếng không bị vỡ không bị méo gì hết á, mình thấy nghe rất là rõ ràng trong trẻo. Ừ, vậy thôi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha, các bạn có thắc mắc gì thì comment bên dưới, còn không thì subscribe like video mình có cái gì, mình có sản phẩm mới thì mình chia sẻ với các bạn, nếu bạn muốn đi mình review bạn sản phẩm gì thì các bạn comment luôn, mình cố gắng lấy sản phẩm đó review cho các bạn.